Hi, hello, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Share Livestream cùng One Bo. Và mùa dịch này chúng ta lại tiếp tục ở yên trong nhà. Ở nhà thôi, không đi đâu hết, ở nhà rồi thôi. Tụi mình vẫn sẽ tiếp tục làm những số livestream nói về tất cả các vấn đề và tụi mình sẽ mua đồ ăn về nhà để mà làm những cái số mà quay đồ ăn tại gia, hoặc là thậm chí là tụi mình nấu luôn, cùng ăn với mọi người luôn ha. Lát nữa sẽ nấu. Và số ngày hôm nay mình sẽ nói về những vấn đề mà thường các bạn suy nghĩ như thế, nhưng mà nó sẽ có những cái điều mà nó xảy ra nó không phải là như vậy, ý là những cái ý nghĩ sai lầm của chúng ta. Đó, thì nói về chủ đề này thì One Bo có từng bao giờ, One Bo có những cái ý nghĩ nào mà nó tưởng là như vậy nhưng mà thật sự là lại là sai lầm chưa? Nhiều lắm, đầy lắm. Nói chung là tính tới nay là One Bo cũng không còn, gọi là sao ta, không còn quá trẻ nữa. Nói chung là cũng ở một cái tuổi, gọi là cái tuổi trưởng thành rồi. Và mình, cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện, đúng không? Tại vì thường ở những người mà đã bắt đầu đi từ số 0 và đi đến hiện tại như One Bo thì chắc chắn là họ đã phải trải qua rất là nhiều những cái sai lầm, những suy nghĩ mà mình nghĩ là đúng nhưng thực sự là không phải như vậy. Thì dĩ nhiên là phải trải qua thì người ta mới trưởng thành được, đúng không nè? Đấy, thành thử ra là nếu như mà hỏi ra là One Bo đã từng có những cái suy nghĩ đó hay chưa, hoặc là đã từng mắc sai lầm hay chưa, thì là có, nhiều lắm. Sai lầm hả? Rồi thì One Bo nói thử đi. Thôi à, cái chủ đề mà mọi người vẫn luôn muốn nghe nhất đó là tâm sự về những chuyện tình cảm thầm kín. Rồi, vì thôi, sai lầm cho tình yêu thì nhiều lắm, nhưng mà chúng ta sẽ nói ra những một vài cái suy nghĩ mà chung đi. Những suy nghĩ mà One Bo tóm lại là bạn chọn chủ đề gì? Tình yêu nha. Tình yêu là những cái điều mà One Bo nghĩ và những người khác cũng thường hay nghĩ, nhưng thực sự nó là sai lầm ha. Thì One Bo có cái suy nghĩ như thế này, không biết rằng là mọi người có ai bị mắc phải hay chưa, nhưng mà theo One Bo thấy thì cũng khá là nhiều, đặc biệt là những cô gái. Thì One Bo có cái suy nghĩ rằng là tại vì sau một cái cuộc tình mà nó có quá nhiều những cái đang xen, thí dụ như là tiền bạc nè, địa vị nè, xã hội nè, đấy, và mình đặt quá nhiều những cái khuôn mẫu. Thí dụ như là cái người yêu trước của One Bo là một người rất là, gọi là sao ta, ngoại hình có, độ nổi tiếng cũng có, tiền bạc cũng có. Và One Bo nghĩ rằng đó là một mọi người hoàn hảo cho đến khi mà chính bản thân mình phải trải nghiệm phản bội nè, rồi bị vô tâm, bị vô cảm này, rồi bị cấm sừng này. Đấy, thì sau khi mà trải qua một cái cuộc tình như vậy thì One Bo quyết định rằng là One Bo sẽ quen một người họ không có gì. Có nghĩa là One Bo sẽ quen một người mà họ sẽ không có những cái hiểu như là tiền bạc, địa vị hay là bất kỳ cái gì cả. Họ chỉ là một người rất đơn giản. Bởi vì One Bo nghĩ rằng là bởi vì mình đã quen một người phức tạp rồi thì nó sẽ đi kèm với đó là những cái rất là thị phi. Thì mình quyết định là mình sẽ quen một người mà không có gì thì nó sẽ mang lại sự bình yên cho mình. Thì lúc đó cái mưu cầu của One Bo chỉ là sự bình yên thôi. Thì One Bo nghĩ rằng nếu như mà mình quen một người họ không có gì thì mình sẽ bình yên, tại vì họ sẽ không để những cái thị phi nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đấy, thì đó chính là cái suy nghĩ của One Bo, là quen một người không có gì sẽ bình yên và hạnh phúc. Nhưng thực sự thì không phải vậy. Không phải vậy. Thế không có gì của One Bo là như thế nào nè? Thì như ban nãy One Bo có nói rồi, thì là không có tiền bạc nè, cũng không có địa vị nè, chỉ là một người rất đơn giản thôi. Chỉ là một người rất đơn giản. Đó là một bạn còn đang đi học, là sinh viên. Đúng rồi, có thể là ở trong cái phạm vi như vậy. Có nghĩa là bạn đó chưa có cái gọi là tự tạo tài chính, và bạn đó cũng chưa có cái sự tranh giành về địa vị trong xã hội. Có nghĩa là bạn nó gần như là đang ở cái bước gọi là zero luôn á. Cái môi trường hoạt động của bạn vẫn là nằm gói gọn trong. Đúng rồi, bạn nó là số 0, nó thẳng ra như vậy. Thì mình cũng từng ở số 0, và mình đi lên như thế nào mình cũng đã trải qua rồi. Thành ra One Bo nghĩ rằng nếu như mà mình quen một bạn ở cái mức zero thì chắc chắn là mình sẽ hạnh phúc, đúng không nào? Tại vì đâu có cái gì để mà làm ảnh hưởng đâu. Nhưng cái đó là sai. Đó là một suy nghĩ rất sai nha. Bạn nào mà đang có suy nghĩ rằng là tôi cứ chọn một người không có gì đi tôi sẽ hạnh phúc, chứ bây giờ tôi quen một người giàu có đẹp đẽ thì mất công nó lại quá phức tạp. Nhưng thực sự đó là suy nghĩ sai. Quan trọng là cái người mà bạn quen có cái tính cách và bản chất như thế nào. Có nghĩa là nếu như mà cái người đó tốt thì dù cho người đó có giàu có hay là có thị phi đi chăng nữa thì người đó cũng sẽ biết cách bảo vệ bạn và dắt bạn qua những cái phức tạp đó. Còn nếu như mà cái người đó không tốt thì dù người đó có giàu hay có nghèo hay có đẹp hay có xấu gì thì cái kết quả không mấy tốt đẹp đó cũng là do bạn ảnh hưởng. Cũng là do bạn thôi. Có nghĩa là do cái người bạn quen họ thuộc vào cái tính cách, cái bản chất nó lương thiện hay là nó gian dối. Đó là do cái sự lựa chọn của bạn cho cái bản chất con người. Thì sau khi mà trải qua hai cái cuộc tình nó đối lập nhau, thì One Bo mới rút ra được rằng là quan trọng là do bản chất. Và nó thẳng ra luôn là đó là một suy nghĩ rất sai.
Và Quang Bao thấy rất nhiều người bị mắc phải cái vấn đề này. Có nghĩa là họ cứ nghĩ rằng là ừ như vậy sẽ hạnh phúc, mình gọi là sao ta, một cái túp lều tranh hai trái tim vàng á, dạng vậy. Thì họ nghĩ rằng là họ đã quá phức tạp rồi thì họ sẽ chọn một người đơn giản để họ quen. Nhưng quan trọng là cái bản chất của đối phương mà người là bạn chọn thôi. Thì đó là cái suy nghĩ sai đầu tiên về tình yêu. Còn gì nữa không ta? Họ nói là quen những cái bạn suy nghĩ là quen những chàng trai mà đẹp trai, ngọt ngào và ga lăng thì sẽ được cưng chiều, được yêu chiều dữ lắm. Đó thì bà có suy nghĩ nào về cái vấn đề này? Thì nói chung là đây cái mưu cầu của tất cả mọi người. Là ai cũng sẽ muốn người yêu mình hoàn hảo. Nhưng thật sự rằng là không có ai hoàn hảo cả. Tại vì con bao nói thẳng ra luôn, nhiều khi tỷ phú, nhiều khi người nổi tiếng, nhiều khi là những người mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy wow, quá tuyệt vời. Nhưng mà đừng nói là họ không có điểm xấu. Khuyết điểm nhiều lắm. Tại vì tại sao người ta không gọi là người mà người ta gọi là con người? Tại vì con người nào cũng sẽ có phần con, phần người, và phần con đó chính là cái bản năng. Và bất kỳ ai cũng sẽ có một cái bản năng. Và khi mà chúng ta chọn một cái người mà chúng ta yêu á, chúng ta phải chọn làm sao ta? Chúng ta phải chọn một người chúng ta ok, chúng ta có thể đòi hỏi cái sự hoàn hảo ở họ, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận những khuyết điểm ở họ. Thì nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta không chấp nhận được những cái thói hư tật xấu của họ, có nghĩa là chúng ta yêu họ chưa đủ nhiều, hoặc là cái tình yêu của chính mình cũng chưa đủ lớn, tình yêu của cả hai chưa đủ lớn để mà chúng ta có thể vượt qua những cái đó. Thành thử ra là Quang Bao nghĩ rằng là cái may mắn nhất không phải là tìm được một người yêu hoàn hảo, mà cái may mắn nhất là tìm được một người họ sẵn sàng chấp nhận hết tất cả những cái khuyết điểm của bạn, cũng như bạn có thể mở lòng ra và chấp nhận hết tất cả những cái khuyết điểm của người kia. Thì đó mới chính là tình yêu. Nó phải là hai phía, và nó phải bắt nguồn từ hai bên, chứ không phải là nó bắt nguồn từ mình hoặc là từ người kia. Là như vậy. Thành ra là những cái quan điểm, thí dụ như là tôi thích được cưng chiều, tôi thích này kia, bạn sẽ có, thực sự bạn sẽ có nếu như họ yêu bạn, đúng không nào? Nếu như họ yêu bạn, dù họ không giàu, họ vẫn sẽ cho bạn sự quan tâm. Nếu như mà họ yêu bạn thì dù cho họ giàu, họ sẽ đưa hết tất cả những cái ga lăng yêu chiều đó cho bạn, và họ muốn những thứ tốt nhất cho bạn. Đó mới chính là người mà yêu mình, và mình cũng yêu họ. Thành ra là những cái chuẩn đó thì theo Quang Bao đến tận thời điểm hiện tại thì rút ra được rằng là không có cái chuẩn nào trong tình yêu hết. Chỉ quan trọng là cảm xúc của hai bên đủ mạnh để mà hai người có thể thông cảm với nhau hay không thôi. Rồi, thì có những cái điều mà họ nói như thế này là hai bạn đẹp và cùng thành công như nhau, thì khi quen nhau thì chắc là sẽ có nhiều cái thú vị để mà có thể giữ chân nhau. Thì Quang Bao nghĩ như thế nào về những cái nhận định như thế? Hồi nãy thì Quang Bao có kể sơ về cái cuộc tình trước của mình là một người rất là có ngoại hình nè, rồi nổi tiếng nè, rồi làm trong nghề luôn nè. Đấy, thành thử ra là rất là tiện, đúng không nè? Thì nhìn vào nó thẳng ra luôn, cái lúc mà Quang Bao quen cái bạn đó là ai cũng nói rằng là sao mà xứng quá. Có nghĩa là hai người, mỗi người đều mạnh về một cái, và mỗi người đều rất giỏi về một cái, và mỗi người đều có những cái thế mạnh riêng của nhau. Thì khi mà họ nói rằng là ôi nhìn hai người rất là xứng nè, và quen nhau chắc là bền lắm. Nhưng mà thật sự là không phải vậy. Thật sự rằng là hai người đẹp quen nhau nó sẽ tốt. Có nghĩa là xứng lứa vừa đôi nè, rồi hợp với nhau nè. Nhưng mà mọi người đừng quên, khi hai người quá hoàn hảo đặt kế nhau, nó sẽ có sự tranh chấp. Đó là nói về phần cái tôi đó. Đúng rồi, cái tôi của mọi người sẽ rất cao. Tại vì ai cũng hoàn hảo mà. Ai cũng... Những cái chính kiến đúng rồi là đúng. Anh giỏi cái này, em giỏi cái kia. Ủa thì mắc gì anh được quyền nói em mắc gì được quyền nói anh. Đó sẽ bắt đầu là những cái tranh cãi đó đầu tiên. Rồi sau đó nữa là biết cái gì không? Rồi sau đó nữa chính là gì? Khi hai người hoàn hảo quá quen với nhau thì phải chấp nhận rằng là xung quanh hai người đó có rất nhiều cái cám dỗ. Tại vì người hoàn hảo thì ai cũng sẽ muốn có được cái người đó. Và bản chất của con người là tham lam. Thì con người họ sẽ chọn là ở lại với cái mối tình đó, hay họ sẽ tìm những cái hay hơn. Tại vì không phải ai hoàn hảo cũng là giỏi nhất. Sẽ có người giỏi hơn, sẽ có người đẹp hơn. Và khi mà họ đối diện với những cám dỗ đó thì họ liệu có vượt qua được hay không. Thành ra nếu như mà nói rằng là hai người đẹp quen nhau chắc là thích lắm ha, hoặc là chắc là đẹp đôi lắm ha, hoặc là chắc là an toàn lắm ha, hoàn hảo quá thì đâu có cần đòi hỏi gì hơn. Không, sẽ luôn có sự đòi hỏi và sẽ luôn có sự tranh chấp cái tôi ở trong đó. Thành ra là hai người hoàn hảo có quen nhau thì cũng sẽ như hai người bình thường quen nhau cả thôi. Đấy, nó là như vậy. Thôi đổi chủ đề đi, chủ đề tình yêu buồn lắm. Rồi còn có nhận định nào sai lầm nữa không ta?
Trời ơi, nó kêu là hôm nay là nó hỏi chơi tôi, rốt cuộc là giờ là nó không nhớ ra một cái gì hết. Để Đúng rồi. coi. Thôi nói về cách phương pháp làm đẹp đi. Đây Quá là làm make đẹp. up luôn nè. Thì có bao giờ những cái nhận định nào mà số đông thường hay nghĩ và cũng đã từng nghĩ mà lại sai lầm không? Có một cái này không biết là số đông có nghĩ hay không, Ừ. không biết số đông nghĩ hay không, tại vì thấy là có nhiều người gặp thôi chứ không phải là số đông nghĩ nha, không phải là tại vì thấy nhiều người vậy thôi. Thì có một cái số đông họ nghĩ, nếu nói về cái chuyện làm đẹp á, thì là một số người không quá giàu có, nghĩa là không có công việc làm mà gọi là có quá nhiều thu nhập á, thì thường họ sẽ chọn những phương pháp làm đẹp nó sẽ có phần hơi hơi bản bản năng, kiểu dạng như là ai cũng nghĩ là rượu sẽ làm hết mụn và đẹp da, Thuốc rượu, dùng cái chính xác đúng, là thuốc thuốc rượu. rượu ai cũng nghĩ là sẽ như vậy. Bản thân bạn của Wambo, một bữa Wambo mới về quê đây, bạn Wambo mua 10 chai rượu, và mỗi chai như vậy thì như tầm có khoảng 200.000 à. Mà 200.000 tính ra tiền vốn nó làm luôn á, mình suy ra được, tại vì thường bán một lời ba mà, mình suy ra được là tầm khoảng mấy chục ngàn cho đến 100.000 là cùng, đúng không nè. Đấy, thì một 200.000 một chai. Thì Quang Mông có hỏi rằng là ủa mày nghĩ là xài cái này nó sẽ hết hả? Bạn nó nói hết thiệt. Lúc đó là mình cũng kiểu dạng như là mình hơi hoang mang, lúc đó mình hơi phân vân thôi. Mình hơi phân vân thôi. Tại vì tất cả những, tại vì như nếu như mà bạn nào mà theo dõi Seven Share vào cái thời gian đầu, chắc chắn bạn đó sẽ biết rằng là da Quang Mông mụn kinh khủng. Và Wambo đã phải chi rất nhiều tiền cho việc cải cách lại. Có nghĩa là cái số tiền để mà là để có được một làn da thực sự đẹp á, nó sẽ rất nhiều Nếu mà tiền. đối với những bạn mà đang có tình trạng về mụn rất là nhiều Đúng nè. rồi, và những cái sản phẩm mà mình sử dụng cũng vậy nữa. Thí dụ như có một cái chai serum nó có bi rí như thế này thôi mà đã là gần 2 triệu bạc rồi. Đấy. Rồi chưa kể là những cái ví dụ như là sữa rửa mặt này, rồi máy rửa mặt này, rồi toner này, rồi kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm này, Thôi thì rất là bây giờ nhiều. mình nói về Đấy. vấn đề trị mụn dứt điểm Đấy, đi. thành thử ra là cái số lượng tiền để mà mình chi cho một làn da đẹp là nó rất nhiều luôn. Nhưng mà mình không hiểu tại sao là với một chai rượu 200 ngàn nó có thể trị được những cái mà mình phải chi rất nhiều tiền để mình trị. Thành thử ra mà cái này không phải là suy nghĩ của một người mà là suy nghĩ của rất nhiều người. Những người nào mà có cái kinh phí và thu nhập thấp, họ thường sẽ suy nghĩ và họ sẽ sử dụng những cái sản phẩm như vậy. Thì cho đến khi mà Combo thấy sau 2 ngày bạn đã sử dụng thì nó hết thiệt. Nó hết thiệt luôn, là mụn hết nè, rồi tất cả mọi thứ nó hết nè. Nhưng có một cái chữ nhưng ở đây, có một chữ nhưng là không biết là do Combo may mắn hay là do duyên số nó như thế nào, mà Combo gặp được một cái bạn hàng xóm, là bạn đó là người sử dụng cái chai đó rồi, đã từng sử dụng những cái sản phẩm đó rồi, thì da bạn nó rất ghê, da bạn nó rất ghê. Và Combo có hỏi là ủa tại sao mà thằng này xài đẹp mà con này xài ghê, thì bạn nó mới nói rằng là ừ, nó đẹp thời gian đầu hay gì vậy, sao nó ghê. Có nghĩa là nếu như mà mình ngưng sử dụng thì nó sẽ bị lại, hoặc là nếu như mà mình xài nhiều cái da mình nó sẽ bị mòn dần đi và nó sẽ bị yếu cái đề kháng đi, thì lúc đó là da của bạn sẽ phải cải cách lại, bắt buộc phải cải cách lại. Có nghĩa là bạn sẽ phải đi điều trị và bạn sẽ phải đi đụng tới những cái liệu trình nó mạnh hơn để mà da chúng ta lấy lại cái độ đàn hồi. Đấy, thành thử ra là đây là một cái suy nghĩ rất là sai của mọi người luôn, là mọi người cứ nghĩ rằng là ừ sử dụng như vậy là nó sẽ hết, thực sự là nó chỉ hết lúc đó thôi. Nhưng về sau về dài các bạn sẽ thấy cái tác hại của nó ảnh hưởng lên làn da của bạn là ở cái mức là kinh khủng. Tại vì nó sẽ bào mòn da dần dần. Và những cái đẹp mà bạn đang thấy hiện tại không kéo dài quá 1 tuần. Và bạn sẽ phải chi ngược lại rất nhiều tiền để mà bạn phục hồi lại cái làn da cũ. Thì đây là một cái mà Quang Bon nghĩ rằng là mọi người nên lưu ý. Nếu như nói về phương pháp làm đẹp thì đây là một cái quan điểm rất là sai của rất nhiều người. Họ cứ nghĩ rằng là ừ sử dụng những sản phẩm này tạm thời đi để cho đẹp trước đã, nhưng mà thật sự rằng là cái số tiền các bạn phải chi để mà phục hồi sẽ rất là nhiều. Và theo ông bao khuyên, nếu như mà bạn nào chưa có mức kinh phí cao để mà gọi là chăm sóc làn da mình ở với những cái sản phẩm skin care tốt á, thì bạn đó nên gọi là sao ta, nên bắt đầu với những sản phẩm nó chất lượng hơn nhưng mà giá thành nó rẻ hơn, tại vì hiện tại này thị trường mỹ phẩm thì cũng rất là đa dạng, thành ra mình chịu khó mình sưu tầm một chút xíu thì nó sẽ ra là như vậy đó. Rồi. Bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi và bây giờ quanh bo cũng sẽ chuẩn bị để mà lát nữa chúng ta sẽ đi siêu thị đúng không ta? Dạ, chị, chúng ta đi siêu thị gì? Ủa sao nghe nói đi đi siêu thị mua sắm đồ về lát nữa mình về chế biến đồ ăn rồi No, 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 no. Thì một lát nữa quanh bo sẽ đi sang nhà bạn mà sẽ chắc đặt đồ ăn tới đặt ha. ăn tới chứ ghi hệ giờ này nữa. Tới review. Thì hiện tại thành phố chết rồi. Ok, và tạm thời là như vậy. Bye bye mọi người, và nhớ theo dõi xem sao lúc 19 giờ mỗi ngày nha trên HTBC Team. Bye bye.